Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào khán giả của Vion. Ngày hôm nay rất là vui mừng khi mà được biết đến bộ phim 7 năm chưa cưới đã đạt được 1 tỷ tư lượt xem. Đây là một cái con số mà tất cả ekip của bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, cũng như là Jun rất là vui và hạnh phúc. Không ngờ là lượt xem lại nhiều đến như vậy và được mọi người yêu mến đến như vậy. Để mà chia sẻ một chút về hành trình của bộ phim này thì thật sự là đây là một hành trình mà chắc chắn Jun sẽ không bao giờ quên, bởi vì đây là một cái lần đầu tiên mà mình được chị đạo diễn Hoàng Anh đã cho mình một cơ hội để đóng một cái vai mà rất là khác mình từ trước đến giờ. Như mọi người biết thì trước giờ thì Jun lúc nào cũng đóng những một cái vai rất là nhẹ nhàng dễ thương. Cũng là vai hiền, ví dụ như là Út Kiệm này. Nếu mà gần hơn nữa thì mình có vai Đông Quân cho bộ phim Nữ Chủ, cũng rất là hiền chứ cũng không phải là một cái người quá là độc ác. Thế thì khi mà nhận cái vai này đối với Jun là một thử thách rất là lớn. Mình chỉ làm hết sức mình của mình thôi, và khi mà bộ phim chiếu á, mình cũng chưa có biết là mọi người sẽ đón nhận như thế nào. Khi mà Jun quay cái clip này thì tối nay sẽ là tập cuối rồi, tập 25, mình cũng rất là bất ngờ. Một hành trình từ tháng 9 năm 2023 đến bây giờ là cũng gần một năm rồi. Mọi người đã đi theo cảm xúc của Jun, của Thúy Ngân, của Võ Cảnh cũng như là bé Thảo Tâm. Cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình cảm thấy là mình đã có một cái cuộc đời khác rất là thú vị. Khi mà đọc những cái comment của quý vị khán giả, mọi người trách nhân vật Tuấn Kiệt rất là nhiều, cũng giống như là rất là thương Thúy Ngân, nhân vật Thúy Ngân, để mà ghét nhân vật Tuấn Kiệt, làm cho mình một phần mình rất là vui, là bởi vì cuối cùng là mình cũng đã vào được cái vai này và mọi người cũng ghét mình thật. Và Jun nhận được rất là nhiều comment ghét Jun luôn, nên là mình nhiều khi những lúc đó mình cũng sang suy nghĩ là không biết là các bạn khán giả, những vị khán giả khi mà xem thì sẽ nghĩ về Jun như thế nào. Nhưng mà mình lại không buồn, mình lại thấy vô cùng thú vị. Nghề diễn viên mà, diễn viên thì phải được đóng nhiều thể loại vai, và Jun cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình được có cái cơ hội này. Không phải dễ gì được đạo diễn Hoàng Anh cho tham gia và cũng như là đóng vai ác đâu, nên Jun rất là trân trọng cái cơ hội lần này. Và sau bộ phim này thì Jun cũng mong muốn là mọi người sẽ nhìn nhận bản thân mình ở một khía cạnh khác. Mình cũng không muốn quá là đóng khung mình ở bất kỳ một dạng vai nào hết. Mình rất là yêu nghề diễn xuất và cũng rất là yêu nghề diễn viên này luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã yêu thương 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Và những người mà ghét Tuấn Kiệt thật là nhiều á, thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã luôn ủng hộ Jun, ủng hộ bộ phim, ủng hộ Thúy Ngân, Võ Cảnh, Thảo Tâm và cả những bộ phim của chị Hoàng Anh nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Xem trọn bộ trên Vion.